Hoàng Lân Tài Chính Kinh Doanh. Xin kính chào quý vị và các bạn. Hân hạnh chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh của Hoàng Lân Tài Chính Kinh Doanh. Có một câu hỏi khá thú vị. Có nên bán nhà để lấy tiền gửi tiết kiệm? Một câu hỏi hay và rất thiết thực, rất quan trọng đối với tất cả các quý vị và các bạn. Tất nhiên, đây là trường hợp đặc biệt đối với những người có tài sản, là những căn nhà, căn chung cư hoặc là đất, nói chung là bất động sản. Để trả lời được câu hỏi rất khó này, chúng ta hãy đi từ những câu chuyện trong thực tế đời sống. Năm 1990, một anh bạn có một căn hộ rất là đẹp. Nghe bán ra tính vào, sau rất nhiều lần cân nhắc, vợ chồng anh quyết định bán căn nhà, lấy 90 triệu đồng và về ở chung với gia đình bên vợ. Vì lý do đặc biệt, gia đình bên vợ rất neo người và tài sản bất động sản cũng tương đối nhiều. Anh đem 90 triệu đồng tiền bán nhà đem gửi vào ngân hàng để lấy chút tiền tiết kiệm, chút lãi suất. Cuộc sống êm ả và tươi đẹp. Sau một năm, tình hình tài chính, tình hình bất động sản, thị trường có nhiều đổi thay. Quay trở lại, đi ngang căn nhà cũ, anh ngắm căn nhà và vô cùng tiếc rẻ. Bởi vì lúc này, căn nhà của anh giá trị đã tăng lên gấp 3 lần. Giá trị tăng lên gấp 3 lần. Cộng tất cả tiền lãi suất của ngân hàng với số tiền gửi không đáng là bao. Anh rất tiếc nuối và rất hối hận vì đã có một quyết định rất là sai. Câu chuyện thứ hai là chúng ta quay trở lại năm 1986-1987. Ở Hà Nội lúc đó, phương tiện vận chuyển là những chiếc xe công nông đang phát triển rất là mạnh. Nhưng cũng rất nhiều bất cập. Bởi vậy, thành phố đã manh nha cấm hình thức vận tải này. Thế thì một gia đình tại phố Vọng đã quyết định bán đi chiếc xe công nông với giá trị tiền là tương đương với một cây mốt vàng, và đem số tiền đó gửi tiết kiệm, vừa cho chắc vừa lấy chút tiền lãi tiết kiệm. Nhưng cũng sau một năm, tình hình thị trường biến động rất mạnh, tình hình tiền tệ biến động rất mạnh, gia đình đó vội vàng rút ra. Lúc này các vị và các bạn có biết không, thực sự là một cú sốc rất lớn cho cái gia đình đó.
Số tiền rút ra chỉ còn mua được một chỉ vàng. Đó. Đây là hai câu chuyện có thật xảy ra trong quá khứ. Câu chuyện thật 100%. Đưa ra hai ví dụ này để chúng ta thấy rằng sự biến động của đồng tiền là vô cùng khó đoán định và rất khắc nghiệt. Để trở lại với câu hỏi ban đầu là có nên bán nhà để lấy tiền gửi tiết kiệm. Vấn đề này tùy thuộc vào quan điểm, tùy thuộc vào điều kiện của mỗi gia đình hoặc mỗi chủ thể có tài sản, cũng tùy thuộc vào mục đích đang chuyển đổi. Nói chung, nếu chúng ta đang chuyển đổi, đang trong quá trình thay đổi mục tiêu tài chính, thì chúng ta vẫn có thể gửi dòng tiền đó vào tiết kiệm để lấy một chút lãi suất và đảm bảo sự an toàn. Còn trong dài hạn, nhấn mạnh lại nhé, trong dài hạn thì không nên bán nhà để gửi tiền tiết kiệm. Đó. Đây là một bài học rất quan trọng. Những người lớn tuổi hầu như đã biết những bài học này. Còn các bạn trẻ có lẽ cũng có một số người biết và hầu như là chưa biết đến những bài học này. Vì vậy, hôm nay Hảo Lân muốn chia sẻ đến quý vị và các bạn đôi điều như đó, như vậy. Từ những câu chuyện trong thực tế để chúng ta có thể rút ra những bài học, để chúng ta có thể tính toán làm sao có lợi nhất trên con đường kinh doanh cũng như là quản lý số tài sản của mình, làm sao có lợi nhất. Hôm nay Hảo Lân xin dừng lại video clip ở đây. Quý vị và các bạn hãy cho Hảo Lân xin một like và hãy nhấn vào nút đăng ký kênh ở phía góc dưới bên phải của màn hình để chúng ta tiện tiếp tục theo dõi những video sau. Việc này nó đơn giản như chúng ta kết bạn trên Facebook để chúng ta cùng bàn luận và đưa ra những ý tưởng để giúp chúng ta hoàn thiện hơn trong cuộc sống, trong môi trường kinh doanh và thành đạt hơn. Cảm ơn các bạn và quý vị đã theo dõi video.